Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về phóng sanh ở đâu mới mang lại trường thọ. Nhiều khi các bạn biết rằng là có nhiều bạn á, giống như là trên chỉ tay của mình, mà giống như cái đường mà mạng đạo, cái đường mà sự sống của mình á, cái mạng sống của mình, cái đường nó hơi ngắn, cái đường nó hơi giống như nó có những cái gì nó lợt, nó có những cái hòn đảo, những cái gì mà nó không có được đẹp trên cái đường mà mạng đạo của mình, thì ai cũng là lo lắng, đúng không các bạn? Nó ngắn quá, sợ ra đi sớm tất cả những gì bỏ lại, con cái tất cả những gì mình chưa có tròn trách nhiệm trên cái mặt trần gian này, thì ai cũng phải lo, ai cũng phải buồn, ai cũng phải phập phồng hết. Thì nhiều khi mình cũng muốn phóng sanh mà giờ không biết phóng sanh ở đâu, rồi phóng sanh cá lớn cá nhỏ hay như thế nào để mang lại cái sự trường thọ, cái sự sống tốt đẹp cho mình, để cũng như là mình còn lo tròn cái trách nhiệm con mình, gia đình mình, cha mẹ ông bà mình, đúng không các bạn? Thì hôm nay Tiết Già chia sẻ để các bạn cũng như là phóng sanh như thế này là các bạn không có tốn tiền bao nhiêu hết. Đó, hằng ngày chúng ta ăn cái gì? Chúng ta ăn cơm, đúng không? Ăn cơm coi như chúng ta ăn cơm với lại thịt động vật. Chúng ta giết động vật để chúng ta ăn. Rồi xong rồi, chúng ta nói rằng là chúng ta đi phóng sanh, thì chúng ta sẽ đi phóng sanh có một ngày thôi. Không lẽ ngày nào cũng mang rổ cá đi phóng sanh, đúng không các bạn? Thì bây giờ Tiết Già chia sẻ để cho các bạn muốn phóng sanh, thì các bạn phóng sanh ngay trên cái mâm cơm của các bạn. Thì cái đây là các bạn sẽ mang lại trường thọ mà các bạn không tốn tiền nữa. Bởi vì sao? Dù muốn hay không, ngày nào mình cũng phải ăn cơm, đúng không các bạn? Mình học ăn cơm làm sao mà mình nuôi được cái bản thân mình, nuôi được cái báo thân mình được. Thì đây là cái cách mà gọi là phóng sanh gián tiếp hàng ngày. Nếu như mà mình phóng sanh như thế này là mới triệt được cái gốc rễ của sát sanh, đúng không các bạn? Đó, bây giờ các bạn cứ bưng rổ cá ra thảy cái đùng, là nhiều khi có bạn nào mà từng lễ điên lần được đâu, cả năm hay bao nhiêu đó, rồi làm sao mà có thời gian để đi mà phóng sanh như vậy. Thì phóng sanh như vậy cũng được, cũng tốt, nói chung là cách gì thì coi như quý sư quý thầy dạy mình đều là tốt hết. Dù sao đi nữa coi như quý sư quý thầy người ta cũng đã có học cao rồi, cho nên người ta dạy mình đều là đúng hết. Nhưng mà đây là vì bắt buộc cái hoàn cảnh khó khăn của những bạn nào mà giống như Tiết Già vậy nè, mình nghèo gần chết luôn mà kêu đón xe đi chỗ này chỗ kia, rồi mua cá mua chim rồi đi phóng sanh nè, mất hết một cái ngày làm của mình mà nó còn tốn thêm tiền của mình nữa. Rồi mình chỉ được có ngày phóng sanh đó thôi, rồi mấy ngày sau tưởng sao mình cũng ăn thịt tiếp tục nữa. Thì coi như mình đâu có được phóng sanh mỗi ngày đâu. Như vậy thì bây giờ Tiết Già chia sẻ cho các bạn rằng mình hãy phóng sanh ngay trên mâm cơm của mình, ngay cái sự đi đứng hàng ngày của mình. Nó quá dễ luôn, cái này nó cũng dễ cho các bạn tu tại gia, đúng không các bạn? Nó thay vì ngày hôm đó các bạn mua những cái gì mà những cái con nhảy nhảy ăn, thì các bạn quay ra các bạn mua nấm chiên lên, hoặc là các bạn mua đậu hũ, tất cả những gì các bạn ăn như vậy nó rất là ngon, mà nó không có bị giống như là mình sợ là cao mỡ gì đó, cao huyết áp, cao mỡ máu, cái gì cao, cái gì cũng cao hết. Rồi nếu mình ăn thịt động vật nhiều quá thì cái axit uric nó sẽ tăng cao, nhất là mình ăn những cái nội tạng động vật nè, những cái da của động vật nè, thì coi như là nó tăng axit uric, nó tăng cao lên, thì nó đóng ngay gan là mình bị xơ gan, mà nó đóng ngay khớp xương là mình bị đau khớp. Nó tất cả những gì máu huyết mình cũng không có lưu thông được. Rồi bắt đầu nó ứ, nó chạy qua thận là coi như là mình cũng bị coi như là suy thận. Tất cả những gì đều bệnh tật, vì những cái chuyện mà gọi là ăn uống mà giống như mình không có được mà giải bài trong cái cơ thể của mình. Đó, Tiết Già chia sẻ đây là cái cách tốt nhất. Tại vì sao? Tiết Già cũng từng bị bệnh đau khớp xương rồi, mà Tiết Già mới quay qua coi như ăn chay, rồi ăn rau, ăn tất cả những gì, thì coi như cái bệnh khớp xương nó biến mất. Chứ hồi xưa mà nếu như đi mỗi lần mà đi chợ đó phải dành một cái số tiền riêng ra để chi về mua cái miếng sa lông bát mà để dành, đúng không các bạn? Tự nhiên mà nó tốn tiền đó, cái đó là cái tốn tiền sa lông bát nữa. Còn bây giờ mình được ăn ngon miệng nè, rồi mình không có tốn tiền sa lông bát nè, rồi mình không có bị đau đớn nè, mình sống vui vẻ hạnh phúc nữa, đúng không các bạn? Mình có cái sức khỏe tốt thì mình mới làm đi làm kiếm tiền được.
Chứ nếu như cái sức khỏe mình mà, nhất là cái tuổi như Tiết già 60 tuổi rồi, các bạn có biết rằng là bắt đầu nha, nó đau đủ kiểu hết, nó đau khớp xương, nó đau đủ kiểu hết trơn luôn các bạn ơi. Nếu như mình hả không có kịp thời để chặn ngay lúc này thì các bạn biết ha, trở về già là mình tự mình hả khổ rồi, chứ không có ai mà hả mà đưa cái khổ tới mình. Cái khổ gì? Cái chuyện ăn uống này thì các bạn hả thấy rằng, tại vì các bạn chưa có ăn chay thôi, chứ các bạn ăn thử đi, những người chị, người anh, người em của mình ăn chay rồi rất là ngon, đúng không các bạn? Ăn chay á là các bạn rửa chén cũng sạch sẽ nữa, cái mùi tanh hôi nó không có ở trong nhà. Còn hả lúc trước mà hả Tiết về ăn hả mấy cái thịt động vật nó tanh, trời ơi, rửa chén nó khổ lắm các bạn ơi, nó tanh không chịu nổi luôn á. Rồi bây giờ hả coi như từ ngày ăn chay tới bây giờ là hả xà bông nó cũng ít tốn, nói chung là nhiều cái nó không có tốn. Rồi xong rồi tất cả những gì cái mình hả, ta nói ăn chay á thì phải niệm Phật, rồi làm lành nó đi đôi đi ba như vậy, đúng không các bạn? Rồi tự nhiên cái mình ăn chay, cái mình đi luôn câu là niệm Phật, cái mình làm lành luôn, rồi mình hả mình buông bỏ nữa chứ, mình buông bỏ tất cả, cái mình sống an nhàn, mình không còn ham muốn nữa. Nó một cái ham muốn nhỏ cũng đủ cho mình khổ. Ví dụ như mình ham muốn một cái áo hàng hiệu lại rẻ rẻ cũng 50 đô, đúng không các bạn? Đó, rồi ha, chưa nói bóp, chưa nói là tất cả những gì mà hiệu hiệu, những gì mà mắc tiền á thì coi như mình rất là khổ. Đó, Tiết già chia sẻ cái cách mà gọi là ăn chay mà để phóng sanh như vậy thì các bạn thấy hợp lý, thì các bạn cứ thực hiện một thời gian, các bạn sẽ dư một khối tiền đáng kể luôn. Tại vì sao? Lúc trước á, Tiết già đi chợ một lần á, 3 ngày á, đi chợ một lần á thì coi như là tốn hả cả 100 đô luôn. Còn bây giờ á, hầu như là đi 100 đô cũng như vậy, khoảng đó 100 đô ha, thì coi như ăn hầu như mấy tuần luôn, không có hết luôn. Tại vì mình ăn chỉ là đậu hũ, đậu phộng, rồi tất cả những gì rau thôi, là cái số tiền ăn nó giảm đáng kể. Trong một tháng có thể là dư khoảng, gọi là nếu mà tính ra là mấy triệu tiền Việt đó, mấy trăm đô tiền Mỹ khoảng như vậy, mình tính nó khoảng gì đó các bạn. Đó mà hả, đúng rồi, không có tốn được cái tiền, không có tốn qua cái tiền salon bát nữa các bạn biết không. Tất cả những gì thuốc men cũng không có tốn nữa. Tại vì nhiều khi mình ăn mặn vô, cái nó ứ máu, nó làm cho đau khổ, nó làm cho tất cả trong người mình, cái mình khó chịu, mình đi bác sĩ. Rồi hả bắt đầu mình hả sẽ tốn tiền đủ kiểu hết, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình ăn chay niệm Phật như vậy thì coi như là hả mình đỡ nhiều, rất nhiều cái khoản tiền mà mình không có lo lắng nữa. Thường thường người ăn chay niệm Phật tu hành là người coi như là hả không bao giờ mà họ coi như là họ ham muốn, hoặc là họ giống như họ nghĩ rằng cái xác này là cái cõi tạm rồi, cái xác tạm và cái cõi trần này cũng không đúng là cái cõi của mình đang sống. Cái cõi mình đang sống là cái cõi đời đời, không phải ở cõi trần nha các bạn. Cõi trần là cõi đọa đài của chúng sanh, đến đây để hả cũng như tu tập để trường thi, để bước lên một cái địa vị mà gọi là hả cao sang hơn nữa, bước ra khỏi cái cõi trần này để làm người con của Phật, người con của tiên và trở về Thượng Đế. Chứ không phải là cái cõi trần này là cái cõi thật đâu đó các bạn. Nhưng mà tại sao mình phải cần có xe hơi hay là xe Honda, hoặc là xe đạp hay là tủ lạnh? Cái đó gọi là phương tiện sống. Cái này hả coi như mình đi mua không có sao hết á. Mình cứ nghĩ rằng không có, mình không có phương tiện sống được, đúng không các bạn? Nhưng mà mình đừng có cũng như là mua nó quá cao, hoặc là nó quá nhiều, quá mắc, thì tự nhiên nó làm khổ cho bản thân mình. Rất nhiều người mà chạy chiếc xe Honda gì đâu mà Tiết già thấy dường như là cả 100, 200 triệu hay là 70 triệu, 50 triệu gì, nói chung là lâu quá mình không có chạy xe Honda mà không có biết đó. Mình toàn đi chiếc xe đạp nó cũ kỹ rồi các bạn. Đó cho nên hả mình đi chiếc xe mình cũng vừa phải thôi, đúng không các bạn? Đi viện chi mà rủi mai mình mắc nợ rồi, rễ hả mình khổ sở không, mình phải trả tiền lời nữa, đúng không? Không phải là Tiết già mua xe không nổi đâu, Tiết già mua mấy chiếc xe hơi cũng nổi nữa các bạn. Nói thật với các bạn, tại vì Tiết già ăn chay tích cóp được cái số tiền mà để dành rất là lâu rồi, cho nên hả đâu có cần mua gì đâu mà nó tốn tiền, cho nên mình để dành đó để mình hậu thân, đúng không các bạn? Mình hậu thân trở về già, nhiều khi ha, mình có cần chuyện gì, hoặc là trong gia đình mình có cần cái hữu sự gì, thì hả mình có được cái số tiền đó, cái số tiền dành lại như vậy thì coi như hả mình hả sống rất là thoải mái. Không có gì mà bằng coi như là mình tích cóp được cái số tiền hết. Chỉ có ăn chay như vậy rồi niệm Phật làm lành là từ từ các bạn sẽ thấy
tiền nó dư dữ lắm á các bạn ơi, nói thật luôn. Tại vì không lẽ những cái người ăn chay niệm Phật làm lành tu tập mà hả đi mặc hàng hiệu mà đi giống như là hả xài xa xỉ đúng không các bạn, không có ai vậy hết á, tiết kiệm nhiều rất nhiều cái khoản tiền luôn đó. Chúng ta cùng nhau hiệp nhất mà trại đường chai lạc thì không còn mà hả lò giết mổ nào mà gọi là hả nó giết hại chúng sanh nó trơn á, mà hả càng giết hại chúng sanh trên trần gian á, rồi nó gây lợi, nó quay lợi, nó gây oán thù với mình. Các bạn thấy không, nó nói hả tao sẽ quay lại coi như hả tao sẽ bóp họng mày, làm cho cái con dịch nó len lỏi vô trong cái thân người mình, làm ung thư nổi mục lên, đủ nó làm thấy sợ luôn á các bạn, nó đau đớn nó đủ kiểu hết, nói thật luôn với các bạn, rất là sợ luôn, rồi mổ xẻ rồi khóc la rồi rên rỉ đó các bạn thấy không. Thì bây giờ biết được thì mình nên tránh đi và mình phóng sanh trên hả mâm cơm của mình hả, tránh coi như là hả được sự khổ, cũng như tránh cái sự khổ đau nè. Nó hằng ngày luôn mà mình khỏi có tốn hả tiền đi xe mà đi mua tất cả những cái con gì đó mà đi hả quăng quăng nó rồi gọi là phóng sanh, cái đó là làm giống như là hả chị cũng được đi mà để mà kiểu như mình như vậy mình đâu có thời gian đâu mình đi đúng không các bạn. Đó thì hả còn ngược lại người không chịu phóng sanh hằng ngày trong mâm cơm thì có khả năng như thế nào, có khả năng coi như là hả giống như là nó có những cái chuyện không may tới, là giống như là hả cái oán thù của những cái con vật mà mình giết nhiều đời nhiều kiếp bây giờ nó quay ngược trở lại mình, nó làm cho mình hả coi như ngặt nghèo đau khổ túng thiếu bệnh tật đủ hết. Còn nếu như á mà hả Tiết Già thấy rằng nè, nói chung là đại đa số nha, chứ không phải là mình nói toàn bộ và tất cả, mà mình thấy cái số cũng đại đa số. Những người ăn chay á, thường thường người ta sống cái đời sống người ta rất là nhẹ nhàng nè, thanh bình nè, rồi thọ cũng rất là cao. Tại vì Tiết Già thấy gia đình của Tiết Già cũng có nhiều các bà, các cụ, các ông á ra đi ở cái tuổi 80, 82, 85. Và những người hiện tại bây giờ nè, mẹ Tiết Già nè, chú Tiết Già, rồi cô Tiết Già nhiều lắm các bạn ơi. Ở một cái hàng mà gọi là 90 của các bạn. Các bạn thấy dữ không? Ở một cái hàng 90, 90, 92, 89 rất nhiều. Ăn chay trường hết luôn. Nó mà hả vẫn còn khỏe ra, vẫn còn minh mẫn hết đó các bạn, nói thật luôn. Thì Tiết Già cũng thấy cái gương đó, cho nên ha Tiết Già cũng phải ráng cố gắng để coi như sắp xếp bao nhiêu năm nay là để hả được ăn chay. Tiết Già rất là mừng và hả được cái sự mà hạnh phúc vui vẻ và hả không có bệnh tật, cho nên từ chỗ đó Tiết Già chia sẻ đây cho các bạn rằng là nên phóng sanh coi như là hả trên mâm cơm mỗi ngày. Và Tiết Già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng được phóng sanh trên mâm cơm mỗi ngày để coi như hả một cái sự mà gọi là gián tiếp cũng như là hả triệt gốc rễ của cái sự sát sanh trên cái cõi trần gian này nữa, là chúng ta cùng nhau hạnh phúc, không có còn ai khổ đau nữa. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.